ai muốn cao lớn và khỏe mạnh nào? Các bạn nhỏ hãy nhớ uống 3 ly sữa mỗi ngày nhé. Sữa là người bạn cực kỳ thân thiết với tụi mình đó. Sữa có rất nhiều canxi. Anh bạn này sẽ bám vào xương, giúp xương của mình chắc khỏe. Nhờ vậy mà chiều cao của chúng mình cũng tăng lên đáng kể. Những bạn nào mắc bệnh béo phì thì đừng xa lánh sữa nha. Sữa không làm tụi mình mập thêm đâu, ngược lại còn giúp chống béo phì nữa đó. Tiết lộ một công dụng lợi hại của sữa nè, đảm bảo tụi mình sẽ vô cùng ngạc nhiên. Mỗi khi bị con kiến, con bọ hay bất kỳ con côn trùng nào cắn, bạn hãy trộn một xíu sữa bột, một ít muối với nước và thoa lên chỗ bị cắn. Bạn sẽ hết đau cũng như hết ngứa ngay đó.